nay là chợ Mai 26 rồi các bạn. Đấy, thì thời tiết nắng nóng, mai nở rất nhiều. Mua chưa? Mua mai chưa? Đây có cái này cũng mai cúc ạ. Cúc mai. Đây là một số cây dáng đẹp biết. Cái này cái gốc cũng dạng như cụ mai các bạn. Mai cúc các bạn ạ. Đẹp ghê bạn ha. Đây là những bông cúc mai các bạn. Đây là những cái bông cúc mai các bạn, cúc mai cực đẹp của một cái cây mai bonsai các bạn. Cây này được phá thế các bạn, phá thế nuôi chi lên như thế này.